có cái cầu kìa. Mình có hướng nào không? Không có. Mày mãi đi. Đi. Hold up. Wait a minute. Em hết. Đó, đó. Chưa kịp đọc luôn. Chưa kịp đọc. Người ta phải đọc hướng dẫn sử dụng trước khi. À, không, 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 ghi đây, ghi đây, ghi đây. Tài năng không à. Vô phát. Có vấn đề gì đó với cái phần cái Unreal Engine 5 ấy. Đã thôi. Cái vô lại đấy. Rồi. Đi qua cửa số 7 á. Số 7 à? Ừ, mấy cửa kia đóng hết rồi. Cười. À đây. Lên, tôi thấy giật ra đó nha. Mấy ạ. Khóc đấy nha. Tôi chỉnh cấu hình. Chỉnh sắp cấu hình xuống một xíu đi. Ờ để tôi chỉnh cái màn epic không à. Cấu hình này hơi cao rồi. Rồi. Rồi tôi cũng full epic đây. Phải 3 người mới xuống được chứ em. Quái. Mẹ mới vô cầm cái máy gì đấy. Rồi cái máy là cái máy nghi giống cái máy ủa cái nhà vô rồi mà đi xuống là gặp nước mà đúng không? Đúng rồi. Ơ ừ. Đúng rồi này. Mà làm sao để đổi đồ nhỉ? Anh Y à? À đúng cái máy á. Cái đồ mới đổi trước đâu. Sao bị choáng rồi nè. Hên quá có cái kẹo. Hên quá anh em ơi. Không bị gì. Không bị gì. Không mấy đội trước hết rồi. Mấy đội trước là qua skip map rồi. Cái này là map đi liên map mới. Rồi. Mấy cái đồ cũ bị máu rồi. Có con gì vậy? Mẹ cái này máy dò đường mà. Dò đường của map trước này. Mẹ nước bình này. Mấy này máy dò đường. Máy dò đường của map trước. Cho anh em nào mà chưa xem mấy phần backroom phần trước thì tôi sẽ gắn link ở sau cái video của video này. Cho anh em nào mà anh em chưa hiểu về những cái backroom của cái escape the backroom. Rồi mỗi thứ một cái thuyền đi. Mỗi đứa một thuyền đi. Mọi đi chung ơi. Chung ơi. Nào bứt cái máy đây ơi. Trời ơi. Ui bứt ạ. Ui. Mẹ. Gì vậy? Mới là chết đuối. Ra là cái máy mình mém mấy chết đuôi. Cái máy trên đầu ai vậy? Trên đầu ai có cái máy vậy? Máy chèo đều nhau ha. Rồi chèo sao vậy bay? Yeah. Ngồi lên móng ép thôi. Anh ép à? Rồi đi lên là thành phố đối diện kìa. Nhớ mà. Đi hoa mắt. Rồi. Lên kia nó kịp đi rồi. Rồi có bánh không? Ủa vậy? Ủa tôi đi xa rồi. Đi. Ta đã đi nhầm hướng mẹ rồi. Phải đi theo tôi. Nào. Chắc phi nhầm hướng rồi. Ừ. Chắc vậy quá. Lấy bánh này. Đây là có bánh này. Tí nữa than này không có. Có một cái à. Đi theo chỉ huy đi. Vạ một vật. Ôi mẹ đéo hiểu. Gì vậy? À. End of map. Bị mấy con mà kia nó nhào tôi cắn. Phải thiệt chứ. Nãy đâu có đâu. Để theo mà không uống nước. Vừa ra vắt dính luôn. Nhưng rồi. Để cho em uống nước. Cút lẹ cút lẹ. Trông không? Đi chung chứ. Trông không? Nói chung mà anh chung đi riêng hả? À? Ủa đâu anh? Rồi má tưởng còn nhảy xuống nước chứ. Đi sao một người chèo ngược đi. Rồi đi theo má. Hàng đi. Nào đầu tiên nhỉ? Đi gặp thủy quái đớp cho phát thôi. Đi cẩn thận nha. Anh em đợi xíu rồi, tôi... Rồi. Đấy, êm ngay. Nhiều game sao
Ngoài thằng 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 bơi nhanh thế. Ngọc đi lẹ vậy. Nó chèo như là vận động viên vậy. Vô lộn nhà coi chừng chết nha. Bách tru mấy anh em. Hỏi game gì? Ờ rồi. Em nghe back room anh em nha. The back room. Nhưng mà hôm nay là chồng nay mấy người đang trời mưa. Ok, gì? Chỗ này đã ngập. Ok chưa ạ? Vô lấy nó cho nhiều máu nhiều nước này là khả năng là phải xài nhiều đấy. Ừ, xài nhiều lắm. Mày giống bị nước đá vậy. Rồi. Nè, bánh nước quá trời nè, nhặt đi. Ủa bị cháy không chai nào em? Chai nào cũng được. Miễn là có đồ vô người là được. Ừ, miễn có đồ vô người được. Không không phải game kia đâu. Nè bánh nè, còn dư bánh nè. Lấy hết đi, lấy. Không nhường nào hết đấy. Nào ít thằng nào mà về sau là nhi không? Nhường. Ờ. Chậm là chết. Thôi thời nay đi. Đi. Hồi nay mà còn nhường nhau thì tôi chết. Rồi qua nhà rồi đâu? Qua nhà bên cạnh. Lại về tao ơ kẹt bẽ nó tao rồi. Đéo đi được. Lùi lại đi lùi lại. Không lùi lại được. Lùi được luôn. Rồi quái đẹp. Kẹt mẹ nó tao rồi, thằng nào quay lại chờ tao cái. Bấm ép coi. Không được. Chưng không? Đậu đậu nó lên qua mắt mẹ rồi. Sao chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu a hi hi hi. Các bạn nghe Mr. Senpai nhé, chiếc thuyền này mắc kẹt rồi. Đúng rồi từ nhá, từ đấy nút ngột nào rồi kéo đi em ngồi vậy đúng. Ngồi vậy sao chứ đứng ngồi chẳng đứng không hả? Đứng tè phát thôi. Đố anh em nào mà đi thuyền mà chẳng đứng luôn vậy đâu nghiệp rồi. nhà cái bên đây nghiệp đây anh em, đây nghiệp đây. Thấy cái thuyền của anh nhà cái bên không? Thấy cái thuyền của anh đậu nhà cái bên không? Cái cũng chỉ thế. Ở trong đây nhiều nước cái bánh lắm nè, một đống nước bánh luôn á, nhiều lắm anh lấy full rồi. Nhiều hơi bị nhiệt thế. Đi đi nhà. Ê, có cái nhà bên cạnh này. Ui mẹ à, không à, thông trong à. Mẹ tôi tưởng ai. Hồ. Trong đây nước nhiều lắm, quá trời luôn nè. Rồi vô lấy mình đi. Vô luôn lấy vô thấy còn có hai chai rồi thôi. Nhiều lắm. Nhiều thấy đúng hai chai. Lấy full rồi, tôi lấy full rồi. Rồi, lấy full lót rồi. Đi em đi, xương là khổ bay vào đây. Tí thay đổi. Vô nhà núp. Ok, kiếm đường vô thôi, kẹt cái liền cái. Mẹ nó quái vật, cắn đứt tay phải bây giờ, nhanh lên. Ở đây. Ui, đi đâu đấy, vô trong hẻm đây. Vô trong này. Yeah. Beep. Yeah. Rồi, quẹp trái. Vô ghé được cái gì? Được. Anh nhảy xuống ơi. Chết mẹ giờ chứ nhảy xuống. À không chết. Vô được em ơi, từ dừng. Đây có cái thể. Ủa, anh đang bay gì vậy? Ây! Đéo hiểu. Khóa mẹ cửa rồi em ơi. Cút. Ủa nghe tiếng gì vậy? Đến. Không lên được. Nghe cái tiếng nhạc gì nó nổi lên vậy? Rồi. Nó cảm giác như cái tàu nó toàn nước không vậy? Hay là bị ảo giác? Ê, nhít cái gì luôn. Xương nó đang dày đặc rồi kìa, thấy xương không? Xong rồi. Phía sau em á. Sau kìa. Đi theo vậy. Anh chào bên kìa. Ổng ngồi lên cái đầu thuyền nên là cái thuyền của Ngọc nó bị chúi nhủi xuống phía trước kìa. Tiếng nó chìm luôn. Ừ, khỏi sao thì không có nước. Mấy giờ treo đâu?
Đi tìm mấy cái nhà đi, đi tìm mấy cái nhà nào mà vô được. Ê, có nhà trước ok đấy. Ủa, ổng đâu rồi? Đi đi, kìa nè. Đi Hải Đăng kìa. Hải Đăng, Hải Đăng, Hải Đăng, Hải Đăng. Hải Đăng, Hải Đăng. Ủa, ổng đâu mất tiêu rồi? Máy tôi lắc rồi, hết thấy ông rồi. Đằng trước thì nè, em còn thấy nè. Đằng trước nè, đằng trước nè, đằng trước nè. Thông 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 ở đằng sau nè, thấy không? Thấy không? Thấy không? Đứng lên ngồi xuống thấy không? Ok, Hải Đăng đâu rồi ta? Cứ đi về phía đấy, cứ đi về phía đấy. Cứ đi về phía đấy. Đây 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 đây, cầm trái, cầm trái, cầm trái, cầm trái, cầm trái, cầm trái, cầm trái. Có khi nào bị dụ không? Cứ đi thẳng, cứ đi thẳng, cứ đi thẳng. Anh ngồi xuống em. Cứ đi thẳng. Thấy kìa, có cái cảng kia kìa. Bên bên mấy nhà, bên con thấy đang chịu biết tên nhậu. Trời ơi. Rồi 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 rồi, cho tôi ở lại đây, tôi ở lại đây. Cho tôi. Đây không lên được, không lên được, không lên được. Cho mái nhà, cho mái nhà, cho mái nhà, cho mái nhà. Cho mái nhà. Ừ. Cho mái nhà mới lên được. Mẹ cái đéo gì kia? Ê, em không lụ anh đó được. Đi lùi em. Cái tàu. nhảy quá rồi ai con mẹ xem nó chết. Mẹ em nó chết đuối. Ủa, nhảy quá. Có cái lồng gì đây đồ lặn nè. Ê uống nước vào cái đồ lặn à. Em vô đây xem đã, vô đây xem có gì đã. Ừ, lấy đồ lặn bình nước này, bình nước này lấy hết không cho nó biết. Lấy đồ lặn để lát nhảy xuống dưới á. Thế à? Ừ. Đeo vô thẳng đi. Rồi. Ít mẹ bình nhiều quá không lấy được. Bỏ bớt đi. Uống vô cho nó đầy cái não đi. À quên ha, xong. Ủa dùng lúc nào vậy bấy? Hình như là bị đội cái nón vô không dùng được cái gì ta. Đúng rồi, không cần. Giờ sao bỏ cái nón ra không ít được. Rồi. Ủa, nhảy để thôi, nó bị như cái này. Ủa sao hết chuyển đồ được luôn rồi. Cũng hết. Bị sóng biển. Ai giật cái nón này. Rồi. Đây. Rồi ok, let's go. Ủa chạy như ba tông luôn mẹ luôn. Rồi nói vô đi. Rồi, đeo lúc nào vậy? Đeo chưa? Bấm cái nón rồi ấn chuột trái thôi. Ấn cầm cái nón lên là bấm chuột trái thôi. Là đeo chưa? Chưa. Ông chuyển lên cái nút ở trên á, nút ở main hand á. Rồi, rớt mẹ đâu rồi? Ông nhặt. Chuyển rồi, nhưng mà nó cầm. Ông kéo lên main, ông kéo lên main hand là thấy cái tay ông cầm mà. Đây. Nhiều chuyện. Làm chuyện. Game lắm trò. Rồi đi xuống thăm Atlant tàu Titanic. Anh em thấy hợp lý không? Mẹ Titan vừa đắm là tôi xuống đây lập tức. Không có nhiều. Xuống xem tàu Titan đến ủa anh. Ôi sao rồi. Rồi, trời ơi. 3800 mét dưới đáy để đáy biển. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, bơi ra. Bị áp suất nước. Giật như là thôi rồi luôn. Rồi biết đi tìm tàu Titanic. Đi tìm tàu Titanic. Chỉ với cái mũ rồi. Chỉ với cái mũ mà không cần bình oxy. Mấy anh em hiểu không? Cần bình oxy luôn. Tuổi gì? Không biết đường vẫn bơi như thường. À. Bơi lên được mà. Bơi mà tí nữa thấy ông bà đằng trước là quẹo lại. Cái này mình phải lặn đúng chứ đây sao mình lên. Lặn nào bơi em? Lên đi. Lặn nào tìm đâu đường. Em? Lặn lặn xuống đất rồi. Cái này độ sâu 3800 mét là sâu lắm rồi em nhé. Đang ở trên cái ngọn núi cả. Cái máy đó là máy dò anh em nhé. Cái máy đó là cái máy phát sáng trong bóng tối. Không phải là máy dò. Ok la. Ủa mọi người đâu rồi? Kìa. Này ai đây?
Ôi chết mẹ, ôi lạc mẹ rồi. Ủa ổng đâu? Rồi xong. Cái này ngọc đúng không? Nhớ hiểu hai người bơi sau lưng tôi. À đây, đâu vậy? Ở trên, phía trên, cái đoạn đồi cao cao á, nhìn lên trên là tôi đang bơi ở trên mà. Rồi sao? Bơi xuống. Bơi xuống chứ bơi lên làm mẹ gì? Để kêu bơi xuống. Nè, đang bơi xuống nè. Ủa, sao thằng này đang tìm cá rồi này? Ariel rồi này. Ariel. Ariel Black. Tôi ôm luôn. Đi tìm lối ra đi chứ lắc bơi ngồi hồi bị choáng giờ á. Không khả năng bơi là không bị choáng đâu. Cơ chế game nó vậy. Ủa rồi sao thấy còn có hai người vậy? Ủa? Thế không vậy? Em đang bơi. Bơi rồi. Bơi chỗ nào đó tôi vậy? Mấy tao bơi đi đâu rồi? Ờ kìa ổng kìa. Đây nè, đó. Đó, ba người rồi nè. Đây. Ờ, đúng ba người đó. Tìm được cũng... Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác là đi tìm cái tàu Titan nó khốn nạn cỡ nào anh em ạ. Ủa, mày thật bên em sáng mà sao mình nhìn đâu vậy? Nó chân thật đấy em. Mà này bên sáng là đẹp rồi. Đâu, bên đây thấy cỏ cây với lại thấy đồi núi, thấy đá rồi mà. Mày đeo thêm cái mẹ gì? Ủa, sao kỳ vậy? Đá thấy cây thật nhưng mà phải đi gần lại mới thấy. Ủa vậy hả? Sao bên tôi cũng sáng trưng hết à? Hay là chưa có chỉnh cái? Vậy là chỉ có bơi qua ngọn đồi cao cao kia thôi à? Ừ. Đâu, hồi nãy cái ngọn đồi cao kia hết rồi. Không có bơi qua bển được hả? Chứ nãy anh lên tiếp tới đỉnh mà. Ê, có cái lỗ gì này? Đỉnh nó mất bơi được rồi. Mấy lỗ đâu chui vô được đâu? Được không? Được. À, chưa được nè. Ê, không, tôi ở giữa mới được. Đừng niềm tin. Đây nè, bên lỗ bên em nè. Lỗ bên Ngọc á hả? Nè, nhẹ bên đây. Có cái đèn này nè. À, chưa được. Ở bên trong nó có đèn nè. Ờ, có đèn kìa. Vậy là căn cứ nó nằm ở trong này à? Mẹ tìm thấy người Atlantis rồi anh em ơi. Ủa bơi vào đi, sao bơi ra vậy? Từ từ tìm chỗ đi bơi vào đây. Anh đi ở chỗ giữa. Anh thấy người Atlantis rồi. À, ai lên được cái hầm vậy? Anh thấy Ariel mẹ rồi. Cái động gì đó. Rồi đi xuống thêm 8.500m nữa. Rồi. Đấy, để Ariel mà sống trong này thì tìm bằng cú. Rồi, lên mặt nước rồi. Tiếng bị giật anh ơi. Không phải đâu anh em, cái tiếng nó vậy. Tiếng của nó vậy anh em. Hết rồi đúng không? Hết rồi đúng không? Cái tiếng, cái tiếng nước, áp lực nước nó đè lên tai ấy. Thế biết nó bị vậy ấy. Anh em hiểu không? Biết nè. Đem biết lúc nào vậy? Lấy đèn pin, đây. Không phải là tiếng giật giật đâu, khổ. Để nóc hết nước cho người đó. Anh em chưa đi bơi bao giờ à? Mẹ xuống nước một cái. Gì vậy? Cái này nó vô dụng lắm này. Cái số 1 Walkie Talkie. Cái bộ đàm trong khi đấy chúng tôi đang nói chuyện với máy nhau bằng Discord. Ủa? Chết rồi chứ. Ủa cửa gì đây? Cửa của... Khoan, để em hỏi kìa. Hay ạ. Vô cái đóng, không? Vô cái đóng cửa luôn. Không có. Em sao mở ra được vậy? Phải có cái thẻ hay gì mà. Không có, em mới đi vô được. Em hình như dạng cái nó đóng rồi luôn rồi. Ờ Rồi vô đây. Nó không biết cái này vặn được cái chắc tôi đứng về thông nước ngoài luôn á. Cái này cũng phải cái này. Báo nữa rồi. Đó, không biết đường nhưng đi trước.
Ý của cô gì á? Rồi, đi trước rồi. Đi trước. Cái này người ta đi cẩn thận, người ta đi trước, đi. Đó còn tâm nghi chỗ của em nè. Rồi mất hết nước đồ ăn đi. Lát không có cứu được, hết cứu á. Ừ. Hên mà còn nước còn đồ đấy. Rồi đi chứ em. Rồi chứ. Rồi vặn sao vậy? Ấn Rồi chứ em. Tự cửa chưa mở kia đi trước đi hoài luôn á. Tớ phải nhẹ nhàng tớ ngồi xuống. Tắt đèn pin. Cái này sáng rồi khỏi bật. Tắt. Đấy. Trong này sáng rồi khỏi bật. Trong này có con ong nha, ngồi xuống hết. Tất cả ngồi xuống hết. Ngồi xuống nhẹ nhàng đi qua. Ấy, chua. Mẹ nó đi đường nào nhỉ? Em thấy mẹ gì? Đi thẳng luôn. À đây. Nghe không? Mẹ bảo không. Rọi đèn dưới đất nha, đừng có rọi vô cái con bướm nữa. Có mấy cái nhũ này. Thường thường nó nhũ phải ngược từ trên xuống, nhưng đằng này nhũ ngược từ dưới lên. Ví dụ. Bướm nó như có con ong. Nó có. Có cái màu xanh xém. Ủa thạch nhũ kìa. Chắc mấy triệu năm, mấy tỷ năm rồi. Nó mới to cỡ đó. Ê đó con ăn kìa. Thì đừng có rọi đèn vô, cứ rọi dưới đất thôi đi. Ai biểu rọi. Mấy cái nấm này có tác dụng gì vậy? Không. Hay chỉ chiếu sáng thôi. Hay chỉ chiếu sáng thôi. Phải tìm cái gì đấy đó. Con đường bí mật nào đấy. Bên đây còn đường. Em bên này còn đường không? Còn kìa. Đây. Này nè, đường đi bên phải nè. Đường bên phải. Hồi nãy là mình đi đường trái qua. Mò đường ác vậy. Hôm nay tự nhiên đi xuống đáy xã hội chơi. Ở trên không chịu đâu, xuống đáy chơi. Ê, bên đó có cái gì kìa. Đừng có rọi lên trần nha. Rọi lên trần là chết à. Rọi lên trần nó dính bướm là đi luôn á. Thế cái cửa không? Ừ, có cái cửa kìa. Cửa có cái lon nước á. Bóng em xa dần. Cảm ơn anh em Mr. Senpai. Ở đây có cái đường gì nhỉ? Thì đó dặn cái này nè. Đây nè. Nhưng mà phải làm sao để cho cái chỗ này nó thụt xuống hay sao này? Thụt xuống là cái gì? Đâu? Nó có cái nút dặn trên tường nè, để mình vào cái cửa. Mặt tôi quán gà mẹ rồi. Đây có cái cửa nè em đâu. Mắt tụi quán gà mẹ ơi. Không đâu rồi. Đằng sau. Ơi có con bướm trước mặt kìa, đừng có rọi đèn lên. Đừng. Cứ đi bình thường, không gì phải sợ. Con bướm mà xuống. Có con bướm trên tường á, đừng rọi lên tường. Nè. Con bướm bên phải á nha. Đó, bên cửa. Bướm tay phải á. Rồi nó không sao hết. À, nước quá trời luôn nè, ai chưa mất thì là lụm đi. Lụp. Mình giữ đi. Rồi. Nãy tôi tưởng là có cái đường ở trong đấy, mẹ. Nằm ngờ cái bức tường. Mắt tôi bị quán gà anh em ạ.
có bài nhất luôn. Uầy. Đi cúp luôn. Điền nào trời. Ủa thanh niên kia đâu vậy? Từ đang đang đi nè, đi phía sau lưng nè. Ngồi xuống uống nước được không em? Đứng dậy xíu uống cũng được mà, cần chỉ phải ngồi uống thôi. Nó vòng vòng vô cú vậy. Nó có cái này đường mới, đường mới. Phải hớm. Con bướm rồi nha. Đường mới, đường mới. Con bướm, con bướm, con bướm. À, tối quá kìa, em đeo tối om tối xì. Mà tăng độ sáng lên. Tăng tí độ sáng lên đi, chứ bên tôi thì nó đâu có tối như của ông đâu. Ở bên tôi nó vẫn có cái độ sáng. Nhưng này có cái hang này. Ừ đi vô đó. Đang vô, đang vô nè. Để tôi xem. Ủa? Cái độ sáng nằm đâu. Ủa cái hang này có gì ở đây đâu. Lộn hang rồi. Nè hang ở đâu đây nhỉ? Cái phần bright đâu ấy nhỉ? Không có luôn ạ. Kì vậy? À, cái hang này còn như được. I'm so alone. Mấy cái nấm đây thấy quay lại từ đầu á. Đầu cũng có nấm mà. Có cái cậu, có cái cậu. Ờ. Đứng đi, đứng lại đi quá rồi. Con bốn em, đứng đi đi. Ui, từ từ, khoan. Mừng rỡ sớm, chết. Có cái cầu kìa. Không có bốn nào. Không, không có. Thoải mái đi. Đi đi. Chạy quá. Chò. Đó, đó. Chưa kịp đọc luôn. Chưa kịp đọc. Người ta phải đọc hướng dẫn sử dụng trước khi. À không không không, nghe đây nghe đây nghe đây. Tài năng không à. Đó là rất kiểu nguy hiểm. Cái này là kiểu như cái cầu này chưa được tu sửa. Ở đây đã được thập kỷ rồi. Giờ sao qua ta? Tìm đường khác, tìm vòng. Này còn cái ngách, có cái nữa vô không? Còn, có hang này nè, hang này. Nhìn cái cầu chắc chắn mà. Anh chạy qua cái mất đường này. Vậy à? Mất đường này. Nè, bên đây nè, trong hang này còn nè, con đường nè. Vô, vô, vô. Đi tiếp. Cho em đi giữa em. Nhảy lên nha, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Cái mù chạy là nhanh lắm mày ạ. Cái gì á, giữa giữa đấy hên hên quá, hên quá. À dạ, dạ, dạ. Nhanh lên thôi, kẹt rồi. Vậy à, từ từ từ, đợi xíu. Kẹt rồi, kẹt rồi, kẹt rồi. Đợi xíu, đợi xíu, tìm đường khác rồi qua. Ủa sao hết qua được rồi, hết cho đi rồi. Cho đi rồi, nó mà kẹt đây, nó mà kẹt đây, hết cho đi rồi. Đường này nó hay là nó, ngồi nó. Ngồi đi đi Ngọc, ngồi đi đi. Ngồi đi. Trước sau vậy em cũng mất cái đèn pin rồi mà. Đó. Cháu từng người thôi, từng người thôi, từng người thôi. Từng người qua, từng người qua, từng người qua. Đúng rồi. Hồi nãy Ngọc chạy qua luôn mà. Rồi, hát qua đi, hát qua đi. Có cái đèn pin, cái đèn pin. Yeah. Rồi. Cái gì cũng phải test đi. Đứng dậy phát là lủng xuống dưới đất luôn nè. Ơi cái máy dán mà nó gùm 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 không vậy? Ừ. Sao thật đấy? Cái máy dán này, Nguyễn máy dán này. Mẹ tôi đi vào phát thông đi. Bước vô một cái thì lớn kìa. Đi vào Ngọc. Đi vào Ngọc. Ờ, cái hồi thật thật thật. Rồi. Còn. Còn ngay. Còn gì nữa? Ngay đi Phú. Ngồi đi, đứng đứng chết nè. Hay đi đâu đó, coi chừng con bướm nha. Thẳng lưng mà đi. Hình như tới đây hết bướm rồi phải. Ừ, oai phong lắm liệt vào. Nãy giờ cứ đi bên trái rồi, bên trái đi. Chăm ban vừa vả vẩn.
Cứ bên trái mà đi. Mẹ. Ui. Bên đấy. Trái mà đi. Rồi giết ổng luôn rồi. Mất đâu. Nó hồi nãy tôi thấy cái con nhóc nháy. Lút đồ đi, lút đồ lại đi. Từ từ. Nè nè, có đồ ăn, đồ uống, nước uống nè. Cho bình viên được. Hết mẹ nó luôn. Bao nhiêu đồ mất hết luôn. Nè, có ba cái lút nhiều nhất luôn mà. Hồi nãy tôi thấy có cái áo màu vàng chạy sượt qua mà chưa kịp nói nó biến hình rồi. Ôi, từ từ mở cửa. Ê, khoan mở nó bên kia kìa. Cho nó đi. Mày tưởng bố. Nó cao chứ. Mẹ nó biến hình chứ. Nó biến hình thành người ấy. Kiểu đồng đội xong nó biến hình thành quái vật ấy. Có đi chưa? Chắc đi rồi. Tắt đèn cái đi. Vậy là đi cũng đó đúng rồi, nó mới canh gì từ đâu mà. Đúng rồi. Hình xui thôi, nó đi. Nó đi khắp map á. Nó đi khắp map á, chứ không phải là kia đâu. Hình xui thôi. Chạy mẹ đi. Chạy hết thể lực. Bên phải đi, hồi nãy đi bên trái khúc này nè, bên phải đi. Một lát thấy áo vàng nào nó sượt qua trước mặt á, thì chạy. Đi sai đường là oẳn hết à. Ê. Nó tắt đèn. Nó đi tuần tra này. Ừ, nó phía trước kìa. Nó đang mở đèn đúng không? Ờ. Nó đang đi kìa, thấy không? Nó giả danh trong đồng đội chúng tôi xong rồi nó đi tuần tra. Ừ, nó chiếu rồi. Không thấy đâu. Nào thấy là biến hình, nó biến hình liền. Nó đi qua bên phải rồi, đi qua bên phải rồi. Nó đi qua bên phải mà hướng của nó đi lợi mình đó nha, chứ không phải là nó đi bên trái. Ui, hai thằng luôn á. Đây. Nhanh. Chạy vô. Anh mình đi rồi. Cẩn thận nha. Mẹ đừng cút à. Đi xuống đáy tiếp. Không đáy sâu vậy à? Đấy, càng ngày sâu vậy ta. Càng ngày đi xuống. Ê, có cái cầu thang bên. Ờ, cái cầu thang của em học cái cầu thang đó. Bên đó có gì? Không, vẫn nhảy xuống nha. Đi á. Ê, vậy đi cầu thang bên đây nè. Ờ, đi cầu thang bộ nè. Let's go. Đổ mắt là tàu thang bộ hay là cầu thang mặt điện vậy? Thang lỗ. Đây là. Ủa? Ai bị dướng này? Qua map. Đây này thoát khỏi đá sỏi. Ủa sao dướng nhất đầu tiên? Quay! Phải map được. Phải map đầu tiên đâu, nó khác map đầu tiên một chút thôi. Mới chú ý gì? Coi chừng cái con màu đen đen ấy nha. Cái gì vậy? Sân khấu à? Ừ, cái này giống như là cái khu 1, 2, cái gì đây? Có nút nè, khoan có mấy cái hình nè. Ừ. Nút ấn làm gì vậy? Tắt mẹ rồi. Nó chết đèn kìa. Bên số 1 là có hình dương. Bên số 2 là một. Số 2 hả? Số 2 là hình hình tròn đúng không? Tròn hả? Bên đây, cái bóng của nó chiếu qua hình tròn. Đâu có cái đèn này không? Số 1 là hình đó. Số 3 là ở dưới lên. Là hình đơ. Cái gì vậy ta? Hình rẻ ta. Số 3 là hình mũi tên.
mũi tên à, thì... à về à? Ừ, cái hình mũi tên đi vô số 1 vãi cả... vãi cả đầu à. À, đó, bên phòng bên đây nó có cái lỗ nè, nhìn theo cái hướng của cái bóng đó. Ui, ê, ê, nào vậy? Ê, 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 cái gì vậy? Ai hả? Ai vậy? Có tủ núp nha. Đâu, cái tủ này mà, đâu, cái số 1 là hình gì vậy, đánh bánh nữa. Số 1 hình vuông. Vuông hả? Ừ, số 2 hình tròn, số 3 hình mũi tên, hoặc là hình tam giác gì đó. Vuông, tròn, hình tròn. Ủa, sao bấm được con cái vậy? À, vậy là hình, hình nào mà đèn nó chiếu vô. Kìa. Ai? Vuông, tròn. Nè, cái nó có hướng dẫn nè, một con cái nè. Em bấm rồi. Được chưa? Mở cửa qua đi. Được, được, được. Em bật sai 3 lần rồi đấy. Không, em bấm cái kiểu khác nè. Cái gì vậy trời, bấm cái tên đúng không? Không, không bấm được do ổng bấm đi chứ cái máy chuột bấm gì kỳ vậy. Được không? Nhưng chồng mũi tên ấy. Nhiều, nhiều, nhiều. Vuông tròn mũi tên. Vuông tròn mũi tên đúng không? Cái hình vậy đúng không? Ờ đúng rồi, vuông tròn mũi tên. Có vậy à, thôi đó mà mở lên 4 lần. Chuột ớt quăng. Bích chuột đi nha. Có con chuột thôi mà. Ấn tới ấn luôn. Cái gì vậy ông nội? Chưa ơi. Tưa cái cửa. Mà ám sát không. Rồi hết rồi. Qua đi. Tí gặp phải bệnh làm y chang nha. Cái này chỉ cho cưa cửa rồi chứ đâu cho cào đâu hả? Ủa sao bị lát vậy? Buông ra bấm F. Tắt rồi được. Rồi. Rồi thấy lọt. Thấy lọt hố rồi. Đâu hả? Ủa gì vậy? Ủa sao thấy... Ủa cái gì vậy? Ăn lọt kia vậy? Rồi rớt rồi. Lọt qua mềm mới nè. À vậy hả? Tự nhiên quay mồm mồm mồm. What the heck? Mới lên được xíu là nó cho chạm đáy nữa rồi. Mình cưa lên chiến với vậy kìa. Mà game ảo đá chứ. Ủa sao mới có hai người vậy? Ủa hai người ấy ổng đâu? Đây đây đây. Đâu? Em đi trước rồi, anh đi trước đi rồi. Đi đâu mất tiêu rồi. Mình rồi tôi đi lạc rồi anh em ơi. Đây. Nghe tiếng cưa không? Nghe tiếng cưa không? Không. Anh bị cái chỗ nào rồi? Ủa, ông rớt ở chỗ khác hả? Vậy mình phải đi giải cứu à? Dạ sao lên được, đâu lên được đâu. Em biết. Nãy giờ anh hát có đi vô mà có dũng nước không? Có. À, đây có gì? Hay là ổng tàn hình rồi? Chứ là backroom khác à. Sao Ngọc vẫn còn cầm được cái cưa vậy? Ủa nó có một cái đường này thôi mà. Ủa đâu vậy? Ủa rồi ổng đâu ta? Nãy giờ có một cái đường đi được rồi á. Ừ. Hướng này vừa phải. Ủa đây đâu có kêu vua rồi. Tìm đường. Ủa ai đấy? Anh chứ ai. Có mỗi em cầm cưa à. Ủa sao bên anh hát có trên tường có giống mũi tôm gì vậy? Ờ. Chắc là ổng đi tìm để cứu mình hay sao á. Chứ bên mình hết đường rồi. Cái gì trời. Hết cứu mình. Lọt cái bách lưng nào vậy trời. Ủa sao rớt cùng lúc mà sao mỗi người mỗi nơi vậy? Có lọt trên một lỗ nữa. Gạt tất cả những cái cần gạt xuống sau đó chạy. Băng rồi vậy là ổng. Vậy là ổng phải cứu mình rồi đó. Rồi sao để cho cái quần què này nó tách vậy ấy. Rồi. Rồi sao tôi rồi. Bị ai nữa. Bị ai húp hả? Thì con đen đen nó húp rồi. Multi và lay à. Giờ thành sinh đồ. Mày vô đây. Hả? À?
Mày vô đây. Hết cứu rồi thôi. Hết cứu rồi, giờ phải ở đợi ông cứu rồi. Vô chỗ đầu tiên có gì? Còn cứu được. Cầm cái cưa từ khỏe không? Em cầm cưa đi, em phá, em phá nét cái cửa này đi. Nãy là phần xạ chạy thôi nha. Ủa đây nè, đây nè. Ủa không? À đây nè, đây nè, đây. Ủa sao hồi nãy? Hồi nãy cái cửa đây đâu mở không? Ờ. Bắt anh gọi điện liên hệ từ. Chết cha rồi, hết mẹ nước. Chắc là ông hết ông mở. Tôi còn giữ nước nhiều nè, nếu mà tìm được tôi đưa thêm. Để em tới cứu. Mong năng cưa rồi đừng có con nào chạy. Tới. Chạy một hồi lát cái con đen đen nó rượt anh không biết nha. Nó đi xuống nhà liền. Có giống mũi tên nãy đấy. Yo, cái gì mà cái máy cưa gì cứ bắp vậy trời. Rồi. Nè. Yeah, mũi tên kìa. Nãy có gì? Không có cái đường đi này nha. Trong này có máu nha. Đó. Đây có một cái cần gạt nha. Đây. Thì bốn cái cần gạt ở trong bốn cái phòng. Đây. Thiếu nước không? Không, đủ rồi. Ui. Rồi ngọc đi. Ủa nó núp đâu vậy? Anh nói nó cẩn thận mà nó chạy lẹ lắm. Có, em đi đang gần gần cái tường cái đâu lại. Anh không hiểu tiếng mình. Ông đi đường này nè, đi đường này nè. Mất sao rồi. Còn biết gì chứ. Lạc nhau rồi. Bây giờ đi cưa cửa hả cái gì? Thấy không? Bật cái công tắc chứ mày cưa cửa. Có cái... Không, cái cửa mình vô không được, mình phải cưa chết đó. Còn mà nếu thì... cảm thấy mà sợ quá, chui mẹ mấy cái lỗ này nè. Thấy không? Mẹ cái cửa cưa được nè. Đồ má gì cưa ác vậy bây. Cưa không thấy gì nữa mày. Được rồi. Ăn cưa đi em. Rồi đủ. Bấm 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 vậy. Có mời được phòng này vậy. Hứ. Thôi tôi vô được cái phòng có máy lạnh. Ui một đống nước trong đây luôn. Ui vãi thật. Ở phòng này sao vô nhỉ. Cái cần gạt kìa. Phòng cửa sắt thì sao vô. Ui. Rồi ui. Hên quá tôi trang ở trong phòng bếp. Ai bị cắn vậy? Ui. Đi cưa cửa đây. Đây làm sao mệt rồi. Lầu hết nước hết cái luôn. Nè qua cái phòng. Qua cái phòng bếp của tôi đi. Đâu rồi mọi người đâu rồi. Phòng này nhiều nước lắm nè. Đống nước luôn á. Ui ui con màu đen nha. Nè cái cửa mình cưa gọi thì nó mở nè. Con nè. Ừ, mấy cửa cưa rồi đó, không có tấm gỗ trắng. Được ai vậy? Không á. Không, tôi đóng cửa rồi, khỏi lo, đóng cửa. Mày vô đi gạt cần mấy cần này lại nè. Nếu mà chết á. Vừa gạt rồi. Khỏi lo, bây giờ tôi ở trong phòng này đến cuối mấy tiếng hồ cũng được nữa. Tại trong đây nước, đồ ăn, đồ này đủ nhiều lắm. Chắc cỡ phải mấy chục cái á. Rồi làm sao để mở cái phòng mà bằng sắt đấy? Hình như bên trong có một công tắc đó. Việc đi cưa cửa đẹp rồi. Cái phòng bếp này của tôi hình như không cửa sắt mà sao cưa cửa được? Không, mấy cái cửa mình vừa nhìn rồi. Nhưng mà cái cuối cùng nó nằm ở đấy em ạ. Phòng bếp nó không có cần nè. Hiểu không? Cái cuối cùng là nó nằm ở đấy. Đi kiếm đồ, đi mở đi. Vô mấy phòng này tôi tìm cách tìm cách. Mọi người ở hướng nào hả ta? Thấy có một cái lỗ cống nè. Nước nè. À chưa có cái phòng nhảy nè. Phòng à, ê, anh chưa qua đi đường này chứ nè. Vậy là mấy cái thông cống này nó đi qua mấy cái phòng mà. À đây nè, phòng này chứ. À phòng sắt nè, phòng sắt này. Ok. Rồi, chết mồ rồi.
hên quá, hên quá, hên quá, hên quá. Đóng cửa kìa. Cứu được, cứu được. Đừng chết tao ơi. Chết đâu, có cửa chắn rồi. Con này nó không có mở cửa được, con này nó không biết mở cửa. Mà được 2 cần bên này rồi, bên kia bao nhiêu cái cần rồi? Bên phòng của tôi không có cần. Vậy là được 2 cái à? Cũng có. Em ơi, nó chỉ em hậu nhá. Lấy cửa 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 sắt đi a à, mặt cười. Đi đường cái chỗ cái cửa này để lắc chạy mới được chứ. Không được. Ý, ý, nó tới. Có đèn pin không em? Ông nó rượt anh á, nó rượt anh á. Mở cửa ra là nó đứng ngay cái đường đi kia, chắc phải đi đường khác quá. Trời ơi, uống miếng nước. Chắc cắn vô chạy nhanh mình đúng không? Chứ hết chuẩn bị. Tiếng gió giật kìa anh. Cái bình màu cao là bình nước gì ta uống chạy nhanh nè. Nhiều chuyện quá, vặn nhỏ lại. Nó đứng cao anh ở ngoài cửa luôn á, vừa mở ra là nó đứng ở phía ngoài đợi luôn á. Tiếng bị rè anh ơi. Rồi khi nào mà tôi sẽ ngồi đây cho đến khi nào mà âm thanh ánh sáng này đầy đủ chúng ta sẽ bắt đầu. À bắt trước đi Ngọc. Đi. Rồi, để ngồi đây tâm sự với anh em một tí. Tiếng rè là tiếng ai vậy ạ? Ai rè? Tiếng ai rè chứ? Tiếng gió giật là giật làm sao? Gió là lên đi tắt rồi cái cái. Đúng kìa. Vậy để ui, ui. Ê, ai vậy? Đi rồi. Rồi cô rè không? Đây, trong đây có nhiều nước không nè, lấy để, không? Để biết. Ê, vô. Nó cao ngoài kìa. Phải lần đầu xem không? Có dịch gì đâu. Ừ, không biết nào hiểu. Không, anh đừng nghe đó. Thấy rồi. Thôi đi, anh đứng ngay cửa mà. Nó vô là đóng lại liền. Tiếng bóng đèn của cái anh em chưa bao giờ mà thắp cái bóng đèn. Bóng đèn huỳnh quang à? Nhà anh em giàu rồi. Hả? Đóng cửa hết kịp. Nhà anh em giàu đến nỗi mà không bao giờ thắp cái bóng đèn huỳnh quang mà lên mà nó kêu à? À? Phải kêu như đây, bóng đèn nó kêu anh em hả? Hiu. Đúng kiểu bật quạt lên mà không có tiếng quạt. Đi bằng công tắc rồi. Game là phải thế chứ. Chân thật nó phải thế chứ. Một cái rồi nào, một cái nó rồi. Nó in re, không có tiếng gì hết. Trời ơi, mẹ mày mới vô mày. Đang được hát hả? À. Có cái cửa kế bên nào? Đâu rồi, chạy ngược về. Những cái lỗ không ngồi xuống được. Nhưng mà rượt lẹ lắm. Nó được mình đâu có bị trống hay được chứ. À em nhớ đừng vô cái tôi cái tôi phải nói ít anh em ạ. Ừ cho nên là anh em đừng chặt để tôi nói nhiều. Rất là mệt. Rồi, ở được 2 cái rồi. Tôi xác nhận nhé. Mẹ qua đây. Mẹ qua đây. Ở được 2 cái rồi. Mẹ qua đây. Mày qua đây. Mày qua đây. Nó bị kẹt rồi. Nó kẹt đâu vậy? Không hết đâu, bên em nghe rồi. Ủa sao em không mở cửa sắt ra đi? Cửa sắt mình mở được rồi. Chưa điện khác vô á. Chưa cái ngách bên đây. Nhưng mà trong cửa sắt có gì không? Có bật một cái ngách rồi. Ờ vậy ba cái rồi đó, ba cái rồi đó. Mà đi mấy hiện có 2 cái rồi. Mấy hai cái liền xin. 2 cái nè. Mở cửa ra đi cho mấy cái gì đó.
Mấy cái rồi? Một hai cái à, mà đâu ra ba cái. Mỗi lần chết là nó reset lại. Hồi nãy tôi nhớ tôi bực bên đây là cái thứ hai, và bên của Ngọc là cái thứ ba mà ta. Nhưng mà chết nghĩa là nó reset. Chết okay. Rồi em không mất rồi. Hồi nãy ai chết? Lấy thông chết đúng không? Thì nó reset. Rồi quên mẹ cái phòng mà. Reset hả? Ừ. Ủa sao em mở rồi? Nè cửa này, đúng rồi còn cửa này nữa. Thôi có cưa không? Đây nè. Đâu em vứt nước cái nó bị chán ngày tí chết nữa. Đâu rồi? Vâng, cửa sắt. Hồi nãy ai đi chung tôi đâu rồi? Cửa sắt tôi, cửa sắt em mở rồi. Em vô đây em. Đâu, ngay cửa sắt mà còn nè. Nè, qua đây. À nó là chết là nó không nó reset lại rồi mà. Ý tôi tìm được cái ủa? Ai chết vậy? Phải tôi tìm được cái đường có cái cửa sắt bự là bự. Cửa gara chứ. Bây giờ là phải quay về tất cả các phòng hồi nãy. Để bật lại tất cả các công tắc. Ông mở cửa này đi, tôi mở cửa đây cho. Một cái. Ui. Cái gì vậy? Cái cưa rồi. Ủa cái này phải bật cùng lúc hay gì á. Cái nút gạt nó bật lên lại nè, nó tự chạy lên lại nè. À nói chết là nó bật lại mà. Không phải, ý là cái nút ông mới gạt xuống bây giờ nó đang chạy từ từ lên lại nè. Phải à. Ừ. Ôi để nãy bật thì. Nè thấy không? Đó nó bật thành màu đỏ lại nè. Vậy là phải bật cùng lúc hết 4 nút luôn. Có ba người sao bụng. Ừ. Nè, cái nút này nó chạy tạ tỉnh lại nè. Mỗi người một phòng đi. Vậy thì một người phải nhanh cơ. Nhưng mà mọi người biết cái phòng cuối cùng không? Tôi biết cái phòng cuối cùng nằm đâu nè. Vậy Thơm làm đi. Vậy Ngọc đứng một cái phòng là đầu tiên đi Ngọc. Còn cái phòng sắt á, phòng sắt ai đứng đi? Sao tôi đứng chưa? Từ để nó bật màu đỏ hết á. Rồi 1, 2, 3 rồi gạt cái kia xuống rồi tôi chạy tới phòng cuối cùng. Vậy nó bật lên kìa đó. Không, cho nó màu đỏ hết đi, cho nó màu đỏ hết đi. Màu đỏ hết chưa? Rồi. Chơi chưa? Rồi. Rồi, một. Ê, em chưa tới mà. Dạ. Yeah. Tự đang chạy đi. Em gạt xuống chi vậy? Nó để màu đỏ mà. Ô, tôi là tôi. Núp đi. Thiệt luôn á. Chán thiệt. Rồi. Đừng nói chuyện phòng khác nha. Tôi phòng này cho. Ở lên phòng bên kia đi. Phòng này thì có gì vậy? Ủa? Nút phòng này đâu? Nó đổi rồi. Đổi hả? Vậy phải đi tìm phòng khác. Phòng này có tìm này. Tìm đủ 3 nút đi. Phòng này có nè. Không, quái vật bên kia kìa. Phòng này có à? Nói kìa. Đi vô cửa đi. À nó không có được. Nó chưa thấy. Nó đã kẹt ngay tường luôn kìa. Ảo vậy. Đến điểm cách nào xuất hiện. Cái phòng nào nó gần cái phòng cuối cùng nhất. Đó, ông đi lên đây quẹo trái nè. Là có một cái cổng sắt lớn rồi là lớn cái cổng gara. Nó có một cái nút bấm này đó. Có gần đây không? Ông đi lên đây nè, cái hướng này đi lên quẹo trái liền nè. Đồ má nó đứng cam đó, bố đi. Ờ. Cái đường bên trái không thấy không? Ờ, bây giờ đường bên trái đi. Thấy cửa sắt chưa? Đâu. Có không? Không. Đâu, cái này là cái đường đi vô cái cửa sắt nè. Đi đi nhìn nó rồi đó. Dạ, đổi hả? Đâu đổi. Có lộn lắm á nãy giờ. Không. À đi lên xíu nữa. Lên xíu nữa. Lên xíu nữa. Ờ.
Ok. Phòng đầu tiên. Nè, cái đường bên trái bên xíu nữa bên đây lận. Ủa, vậy còn phòng nào nữa ta? Phòng thứ ba là phòng nào? Mới được có hai phòng à? Nên này, phòng này đang khóa. Mình phải kẹt nhanh với tụi mình. Rồi, vô được phòng này rồi. Phòng này không có cần gạt. Không có à. Tìm thêm phòng khác nữa. Đây, ở đây có cần gạt này. Nè, không, cửa cuối nè. Ừ. Ơ, nhưng mà cửa cuối là bây giờ chưa. Giờ mình phải đứng ba cửa kia rồi mới tới cửa cuối này. Rồi thế. Ủa, nó kìa, nó kìa. Vô đây. Đi rồi. Phòng số 3, phòng số 4 nó nằm đâu? Đây là 3 rồi. Cái này là phòng cuối nè. Ừ. Bây giờ phải tìm được phòng số 1 là cái phòng mà là hồi nãy ngay cửa sắt. Ý, nó kìa. Quay. Phòng số 1, phòng số 2 là phòng sắt. Số 2 phòng sắt. Số 3 đây. Qua đây vậy thì phòng số 4 đâu ta? 4 đâu? Mình phải đứng ở ba phòng lẻ kia thì mình mới chạy tới đây được. Phòng cuối là phải người cuối cùng chạy tới. Nó phải gần gần, nó phải gần đây cơ. Ừ. Phòng này là không phải nè, phòng này là không phải nè. Ngọc đây trong phòng sắt hả? Vậy hát tìm phòng còn lại đi, để tôi đứng phòng đây, kế đây, cái đây. Phòng cuối cho. Đây. Rồi. Rồi, cái bánh như vậy đó. Bây giờ thông vô phòng đầu tiên đi. Rồi, phòng đầu tiên rồi. Có gì lát tôi chạy thẳng xuống tới phòng cuối luôn. Không cần đâu. Tao chạy gần hơn. Ok. Rồi, xong chưa? 1, 2, 3 nha. 1. Ê, em bị chán mình. Uống nước vô cái đi. Xong rồi nói xong nha. Để em chết kêu em. Không chưa? Chưa. Dạ chưa. Gì đi chỗ ăn miếng nước uống bánh mà lâu vậy? Không chưa. Một, hai, ba. Rồi. Đi. Chạy ra. Ui. Một thằng chạy ra thôi. Em còn không. Khoan, nó kéo lên lâu lắm. Cái nút này nó chạy lên lâu lắm. Rồi, chạy ra đi, chạy được đó. Ở nó 50% rồi kìa. Rồi, mở cửa rồi. Ui. Nó đang đứng. Ủa, ai bị gì vậy? Em bị bán. Sao vậy, hồi nãy. Cay quá nhờ. Nói thằng này cay quá nhờ. Màn này nó cam cho tới luôn là gì mà. Ừ. Nó hồi sinh cái chỗ cửa cái đường đi cửa sắt á. Gì nó vậy? Có nhạc uống mấy cái nước màu đỏ nha. Uống mấy nước màu đỏ đi á. Từ từ để tôi tìm cái cửa rồi. Ui, nó ngoài cửa luôn kìa. Phải hơn luôn rồi. Vừa mở ra thấy cái tay của nó.
Đâu rồi ta? Tôi chơi đây tôi xếp chai luôn rồi. Đi chưa vậy man? Ui nó còn ngoài. Ê, cẩn thận nha, cẩn thận nha. À, thập thỏ đó đó. Ui nó ở ngay cái phòng. Nó ở ngay cái phòng nữa luôn á. Nên là khó chịu à. Thế này đây chứ. Em sao khó dần vậy? Thôi thôi nó ngay chỗ tôi rồi, giờ chưa ra được. Nó cứ đi lãng quảng ngay chỗ tôi hoài. Mẹ nó có cái gì nó lòng thòng ở bên phải nhỉ? Ấu đuôi à? The heck? Ấu đuôi nữa chứ. Lú. Ừ. Trong phòng trong phòng có không? Không. Còn ở bên này mà. Ông cần đóng cửa đóng cửa đóng cửa đóng cửa đóng cửa đóng cửa đóng cửa. Rồi. À. Không kịp. Một người đóng thôi, tôi đứng sẵn ngay cửa rồi. Quá mệt. Nè nè cho nước nè. Ok. Cái gì mà mới vô rồi bay. Ông chạy qua cái cục cái chỗ hàng rào chưa? Rồi. Hàng rào gỗ á. Nè cái phòng đầu tiên này nó có lợi cái nút bấm này nè. Đây là một vậy phòng. Ông qua phòng. Ngọc đâu rồi? Ngọc tới phòng tắt đi. Tắt đi. Ở tới phòng sắt đi. Lát ông qua phòng thứ hai bên kia thử coi. Ok. Qua phòng thứ hai trên kia nè. Để tôi cam phòng này cho. Nè nè bánh nè bánh nè. Rồi ông đi ra đi. Tôi cam phòng này luôn cho. Chút nó đang đi. Còn Ngọc tới phòng sắt nha. Phòng sắt hình như cố định hay sao á. Ừ, phòng sắt cố định. Chỉ thay đổi giữa hai phòng kia. Nó thay đổi ở mấy cái phòng gỗ à. Cái phòng mà kế phòng sắt với lại cái phòng là cố định, còn hai phòng kia là nó thay đổi. Phòng bên cạnh cũng có nha. Ừ. Vậy là chỉ cần Ngọc tới phòng sắt thôi. Mà lát ông hết ổng bật đâu, ổng chạy thẳng lên cái cửa trên kia. Vấn đề chạy kịp không chứ. Giờ đợi Ngọc thôi, giờ đợi Ngọc tới phòng kia thôi. Biết nó ở đâu, mình đã chạy rồi. Nó đi đâu rồi trời? Thì giờ em thừa cơ hội em chạy đi. Em chạy em để ý mấy cái hầm. Em vô phòng sách chưa? Đâu vậy? Còn sau nè. Đi vô cái hẻm này. Trời ơi, không thuộc đường nữa trời ơi. Đang với ai vậy? Đang với Ngọc. Nó thêm nữa. Gì đấy vậy? Đi thụt thôi em. Sao cái gì mà nó còn tiếng rồi hào ảo hoài vậy ta? Em đứng trong bức tượng á. Nó đang chạy sang chỗ thông á nha. Không, tôi không có mở cửa đâu. Tôi đứng trong đây luôn.
Khi nào gạt không hết rồi tôi mới mở chạy ra. Nhờ chỉ cần đợi Ngọc qua phòng sắt thôi. Chứ giờ mở cửa là nó thấy rồi, nó kia nữa. Dắt cho Ngọc. Đây nè. Đợi trái. Ờ. Đi vô trong phòng đó. Em cái bánh vô chữ. Tôi chuẩn bị thể lực tôi mới chạy đây. Uống nước vô. Ok hết rồi đó. Giờ chỉ cần Ngọc nói ok rồi đếm. Ok. Đợi chút. Uống nước đây. Rồi. 1 2 3. Mỗi lần gạt là nó đứng. Mỗi lần gạt là nó đứng bất kỳ ở cái phòng của một người. Đợi 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 nó bật lên đỏ lại đi. Đợi bật lên đỏ. Bật đỏ đó. Chắc tầm 1 phút à. 30 giây. Tầm 60 giây à, tầm 60 giây á. 30. Nhờ, tầm 30 giây à, nửa phút à. Ừ, tầm tầm đó. Nửa phút thôi. Ừ. Rồi. Đó. 1 2 3. Rồi, chạy ra ngoài rồi. Mẹ hết thể lực rồi. Ngọc nhớ đường không em? Em đi ra cái đường chính đó rồi em chạy hết túi cuối dãy quẹo trái. Rồi thấy rồi. Nhanh lên nào hết thể lực. Rồi. Mở cửa rồi. Ôi nè gì vậy? Rồi. Em nhớ được rồi, Lẹ đi nó tắt á. Nó kèm đi không đi ra cửa. Nhanh. Ôi nó đóng cửa kìa. Cửa đóng. Em đi ra cửa chết á. Thôi đi ra đi hết. Ra đi. Để lát nó đóng lại là không có đủ người để mở. Rồi, em đang vô. Để nó đang chạy. Ấy nó màu đỏ kìa. Chạy lẹ lên. Đi từ từ nữa. Hết thế được. Rồi. Rồi, gạt cái này. Rồi, qua. Con quái này được á, nếu vậy nó mất thể lực em, con quái kia được thì mình thấy. Con què gì vậy? Con ghé mà. Đừng lên mấy cho ôi ôi. Con mấy cái mấy cái mấy cái mấy cái. Úc. Lẹ đi, không có còn đủ nước đâu. Mở cửa đi. Ở trên cái giấy có dấu chấm phẩy được kìa. Thì nhìn ở đó, bấm vô cái nút có dấu chấm. Đâu, cái một nó phun một bức tường chấm hỏi luôn. Ủa, ở ngoài cửa nó có. À, đi nè. À, mở đi, em đọc cho. Ok. Ngày đầu tiên là ô thứ tư. Ô đỏ hả? 4 1 5 3 1 4 4 1 5 3. Rồi ok. Ok. Quá là mệt luôn. Xuống đáy nữa. Ôi, mày tới đây thôi. Tới đây có xe không vậy? Chắc có. Chắc có. Ừ. Mấy lần trước không có xe mà. Em bị kẹt trong cái xe sau đây rồi. Ê, hình như không có xe hay sao á. Ấn có. Mình qua màn rồi đúng không? Qua màn chưa? Hình như màn này mới có một màn à, mình chưa có thể thoát ra được cái kia mà. Ừ, mấy bên này thoát mà còn cái ống cống cơ. Em bị kẹt. Con Ngọc bị kẹt rồi. Không ấn thoát ra được á. Nó mới xếp gì được. Để xem.
gì mà đã chơi tới chửi chừng rồi kẹt rồi. Không không ấn gì luôn, không kéo thả cái gì luôn. Vậy nào em ra được đi chứ để anh với anh hát đi cái đường này. em chết á, chết nó luôn ở đây mình đúng không? Ừ. Để em chết được. À. Kiểu ở trong thang máy bật inventory đó nó bị lát á, không Gì ấn vậy? được. Ngọc tự thử, Ngọc tự tự xử. Nữa Nè nó à? không ai mình nói gì rồi mất hết rồi cũng mình phải kẹt Ôi, anh em nghỉ đây đuối quá. Nghỉ 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 à nghỉ. tập thoát ra được chưa nè nè qua 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 cái ống này là hết luôn á Không? qua ừ qua qua ống đi là loát đi á lẽ đi tôi đang còn loát là đủ Rồi ba rồi người nó rồi mới rồi qua được rồi rồi qua rồi qua rồi qua rồi. Tin chuẩn không chạy? không biết nữa giờ đang loát không biết nữa ừ thì thấy qua mạng thôi chứ giờ sao chết là nó luôn ngay chút đó rồi mẹ chắc là Rồi luôn nó tới rồi á khu nào luôn mẹ luôn. chắc Hình luôn như rồi là khu đó này nó có sale quá không ta. Khu này như là sale nè. Ừ hồi sale rồi nãy đó. hồi nãy em chết nó có luôn đó mình Ừ khu khu này sale rồi, khu này sale rồi. mà Khu này khu nghĩ mới không rồi, này map mới, này map mới, rồi này map rồi mới. rồi cút. Cố luôn. Ok, mốt qua, qua vô chi tiết. Ok. Ok. Lo sao nhiều Để nhưng xem lại xem nó có lưu không. ông tự vô mình đi À. tự vô mình coi nó có luôn không Chắc luôn. chắc luôn mà tại vì cái map mới mà Bữa nay lai bất ổn à quá nó nhưng lưu vui cây cây chúc A ngủ nó ngon lưu he. á con chị em mạo nhá. Map mới mà phải lưu chứ. Ok, game này tới đây thôi. Nên bữa nào khỏe chơi tiếp. Nào khỏe trực tiếp. Ok, bye Ngon người nha. em. Ok, và mọi người ngủ Bye. ngon.